Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì có một thanh niên thì năm nay là 17 tuổi thì em đã qua đời là ngay chân là chiều là 7 tây tháng 11 nha. Thì hôm nay là 10 tây tháng 11 thì hôm nay sẽ đưa cho em đi ăn nghỉ cuối cùng luôn nha. Thì nhà của em ở chân là huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì hôm nay thì Tí La Cà Lâm sẽ quay tiếp tục những cái giây phút mà để đưa cho cái đứa em này đi ăn nghỉ cuối cùng cho mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ các bạn thấy thì thanh niên này qua đời thì hôm nay là chạy hòm của mười tịnh thì sẽ đưa cho thanh niên này đi an nghỉ cuối cùng nha. Đó thì bây giờ các bạn thấy là rất là đông bà con luôn, quá trời đông luôn. Chào anh em. Đó đây nè, đó quá đẹp trai. Đó thì bây giờ các bạn thấy là rất là đông bà con. Một đứa cháu là năm nay là 17 tuổi đó, thì đó là một cái đứa cháu ruột của là ca sĩ Lưu Chí Dĩ nha. Thì hôm nay Tí La Cà Lâm sẽ quay được những cái giây phút mà đưa cái đứa cháu của ca sĩ Lưu Chí Dĩ đi ăn nghỉ cho mọi người cùng xem nha. Biết nói gì hơn, xin anh em và con cháu xin cảm ơn trong gia đình đã gửi sẽ bỏ trong cái thuốc với trong thời điểm cho anh em giúp cho nó lại trong này. Không biết nói gì hơn, đại diện gia đình cảm ơn và cảm tạ con cháu anh em rất nhiều. Mời ai đại diện muốn chú ngủ đây. Lại gia đình để phụ tiền cát đá xi măng cái gì đó để làm một cái mã thiệt và đẹp cho Minh Thiện. Anh em đồng ý vỗ tay cho mình. Thì bây giờ các bạn thấy là bạn bè và bà con hàng xóm nha, rất là đông luôn. Bây giờ là không có chỗ đứng luôn nè. Yeah.
Hey, 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 hey
bạn bè không? Bạn bè của là em Thiện nha. Đó thì giờ các bạn thấy đó thì anh em bạn bè nha thì đang đốt một cái cây nhang thì cho là em Thiện nha thì đúng 3 giờ chiều thì sẽ đưa cho em ra khỏi nhà nha. Đó các bạn, thì bây giờ nha thì bên chị Hầm của bờ tình thì đang chuẩn bị khiên cho cái đứa em đi ăn nghỉ cuối cùng luôn nha. Quá trời đông bà con luôn, bây giờ toàn thấy là không có chỗ nào đứng luôn nha. Để tôi là làm ngồi trước cho bạn xem. Lại cho gia đình thì mong muốn của anh em là dùng cái số tiền này để lo phần về sau cho anh Thiện. Là tất cả anh em vỗ tay với con Phó Hoàng Thanh Hải em ơi. Xạo à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì bây giờ đó các bạn, thì bây giờ ở bên trại hầm của Mười Tịnh nha, thì bây giờ đang đi vô ở bên trong thì sẽ lại bế quan nha. We'll be right back.
bây giờ các bạn thấy thì đang chuẩn bị là ở trong thì ở ngoài này thì đang chuẩn bị là múa rồng nha. Thì bây giờ là những bạn bè, những bà con thì giờ đang đốt nhang, là đúng 3 giờ thì sẽ đưa cho đứa em ra nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Bây giờ đó các bạn thì bây giờ đang là chuẩn bị nha. Yeah.
Đây là cái người mẹ của đứa em mà qua đời luôn đó các bạn. Đứa heo đi. Con đế vô dây đi. Đồng nhì vô dây. Ai tất cả anh em đứng. Mà rút cho người vô đây anh em ơi. Rồi tất cả anh em nghe nha. Cho mình thiện nè. Xá của Quyền sắp tổ ba xá nè. Chính biệt gia đình thân yêu của mình nha anh em. Để nhất nè. Đầu nhất đầu nhì nè. Cho mình thiện xá nha. Tại sao nè. Cái cuối nè giữ lại cho anh em. Cho mình thiện nè, xá của mẹ mình ba xá lần cuối nè, trả hiếu cho mẹ mình nha anh em. Không thể nào tả nổi. Thank you.
nào tả nổi, quá trời anh em và bà con luôn nè. Đó các bạn, thì nãy giờ đó bạn thì ở bên trại hòm của Mười Tịnh thì đã chở cho em trai này đi đi diễu hành một vòng chợ huyện Tam Bình nhé. Quá trời luôn. Thì bây giờ là chạy đi rồi, thì hồi sớm giờ đó các bạn thì diễu hành, thì bây giờ thì cũng đã chạy vòng một cái chợ Tam Bình rồi, thì bây giờ sẽ đưa cho em trai này đi an nghỉ luôn nha. Diễu hành đó các bạn thì chạy ở trong các cái chợ Tam Bình luôn nha, vòng một cái chợ Tam Bình luôn á, rồi sẽ đưa cho em trai này ra đi mãi mãi nha. Không thể nào tả nổi, rất là đông bà con luôn. Đó các bạn, tại vì chạy đi vô vòng ở trong một cái chợ thì nó đã bị vướng mấy cái cọng dây điện nha, nên là có một người ở trên sẽ dỡ những cọng dây điện lên á, nên là chạy không được lẹ cho lắm nha. Thank you.
chạy chở cho em trai này đi một vòng chợ Tân Bình đó, thì bây giờ cũng đã tới ngay chân chỗ để đưa cho em trai này đi ăn nghỉ nha. Bây giờ thì cũng đã tới ngay chân cái chỗ để là đưa cho thanh niên này đi ăn nghỉ nha, ở ngoài cái giường cam luôn. Có ai thấy con trai tôi đang ở đâu? Chú thấy nguyên cái quyển tập mình có ai được như nó chưa? Đừng cắm không mẹ, cắm dùm dậu mẹ. Em nói anh em cùng ăn cùng ngủ. Ai cắm dùm cái có cái đá không mọi người ăn? Nước cam ăn đi. Cậu có lại được. Cậu không có cá luôn. Có còn cá là cháu. Miếng cao su nãy đâu rồi? Ở đây nè mẹ ơi. Đây. 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 Đây
Cao su đâu, cao su đâu? Chính nẻ rồi, chính nẻ. Mấy anh em cũng đủ rồi. Cao chạy. Đi rồi. Đi ơi. Chị. Đi à, chị. Mày hỏi cái mày lại về gia đình nè. Xuống tới nhà anh em. Ở sao rộng không? Phan phòng à? Quay xuống. Tên rồi. Này rồi. Đi rồi. Giật cây này gớt cây bông luôn. Lên cơn giật nè. Ghê luôn á. Nè mấy đứa. Có. Chưa, đại diện trong nhà đứng nhìn con có coi được chưa? Anh em nè, trước sau rút đi. Rồi giữa rút luôn đi. Nè, em là xà bông luôn. Anh em nghe nha, tất cả anh em nha, đó. Chào. Tên chìa đẹp anh. Dạ. Rồi, rồi. Đủ rồi. Anh em nè, ở đây có này, cái này nhào cốt hay là đâu gì vậy? Cốt không? Rồi anh em nào ở không thì lại phụ đồng hồ chút xíu anh em dắt hồ vô phụ cho xíu em ơi. Bịch công công sạch tông. Còn mấy anh vô nhìn thử nè. Nhìn cứ vậy nè. Đây à. Đặt thôi đừng dùng. Cơm đồ ra ngoài đi chứ. Thì mà các bạn ơi, theo sớm giờ đó các bạn thì tí là làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem. Thì một thanh niên thì qua đời là 18 tuổi nha. Thì bên trường hầm của mười tịnh và bên gia đình và tí là Lâm đó các bạn thì cũng đã đưa cho thanh niên này để ăn nghỉ cuối cùng rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Lâm đó các bạn, hãy cho tí là Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tí là Lâm luôn các bạn. Bây giờ tí là Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.